chào cả nhà, chào Thương Trần, chào bé Nguyễn này, chào Mút Châu, Trương Đoạt Mạnh, cảm ơn Mạnh nha. Nhớ chương trình xuất sắc mới chị dẫn cùng anh Trung Dũng đúng rồi. Bây giờ sao bao hồn bảy vía Trung Dũng qua đây dẫn chung chương trình livestream này với Mai đi. Thêm bữa nào để Mai rủ Dũng livestream chung với Mai nha. Dũng bây giờ thì cũng đang kẹt làm phim. Rồi vừa rồi thì cũng định rủ Rê với Mai đi Mỹ nhưng mà bị kẹt quá, rồi Dũng đang kẹt phim rồi kẹt một cái chương trình riêng của mình. Chào chị Yến, chào Đỗ Thắng, chào em Trương Đoàn Mạnh, đúng rồi, ủng hộ ha. Chào Vanh Thiêm Thiêm. Mai thấy bắt đầu mọi người cũng đặt một số câu hỏi với Mai, nhưng Mai chào hỏi mọi người chút rồi lát là Mai trả lời nha. Rồi cảm ơn mọi người bấm tim, thả tim lia lịa, like, share dùm Mai nha. Lâu lâu mới có dịp trò chuyện với mọi người để Mai có khí thế. Mà cái giờ này không biết là có phải giờ chuẩn của mọi người hay thường xem không ta. Mai không biết là cái giờ nào là giờ tốt nhất, dễ cho mọi người. Bây giờ có bạn gì đây, bạn Thảo đặt câu hỏi với Mai là lý do phụ nữ cần cân bằng là gì? Thực ra là không phải là phụ nữ không đâu Thảo ơi. Mai nghĩ rằng là phụ nữ hay cánh mày râu, hay thậm chí là bây giờ những cái em mà học sinh đó, mọi người thấy bây giờ nhiều bạn cũng bị stress nữa cơ, chứ không phải đợi đến chúng ta ở cái tuổi chúng ta mới bị stress đâu. Thì chúng ta luôn luôn cần sự cân bằng, kể cả nam cũng như là nữ. Thì cái cân bằng này là phải do chính chúng ta, chứ không có ai có thể giúp được bản thân mình hết á. Thứ nhất là mình phải có những cái tư duy tích cực, suy nghĩ tích cực. Đơn giản nhất của Mai là mỗi tối trước khi đi ngủ Mai đều cảm ơn hết á, đều cảm ơn cuộc sống này, rồi đều cảm ơn trời Phật đã cho mình một cái cuộc đời mà như mình mong ước, rồi mọi thứ nó hanh thông. Đầu tiên khi mà chúng ta biết có cái sự biết ơn như vậy thì chúng ta cũng sẽ có cái bình yên, và khi mình bình yên như vậy thì mình sẽ không có gọi là trong cái tâm hồn mình, trong cái suy nghĩ của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn, mình cũng dễ đi vào giấc ngủ hơn. Chứ thực ra bây giờ mọi người mà có một buổi tối mà chúng ta nghĩ giận người này, chúng ta phiền người kia, chúng ta bực người nọ thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đi những cái, chúng ta sẽ đà làm những cái suy nghĩ tiêu cực đó vào trong cái giấc ngủ của mình, thì làm cho chúng ta khó có giấc ngủ bình yên, và thậm chí là thức trắng đêm luôn. Thì như vậy ngày hôm sau chúng ta rất là mệt mỏi. Mà cái ở tuổi trung niên này, cái sức khỏe không phải như 17 bị gãy sừng trâu, mà sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Đó thì cái cách Mai đơn giản nhất là mình biết ơn, có lòng biết ơn. Và đó là những cái gì đó biết ơn xa xôi, còn gần hơn nữa là Mai cũng luôn biết ơn những cái người xung quanh. Chẳng hạn như ở nhà có người nấu cho mình tô phở, tô bún, mình cũng cảm ơn người ta. Rồi nhân sự của mình cũng vậy, có nhiều em, nhiều ekip cũng hỗ trợ cho mình để cho mình có thể. Tại vì thực ra một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ mà mình có nhiều cơ sở, thì nếu như mình không có nhiều người cùng chung tay góp sức thì không thể nào chăm sóc khách hàng tốt, hay là không thể nào mà có một cái hiệu quả tốt rồi để mình phát triển cái doanh nghiệp của mình. Do đó là mình cũng luôn biết ơn với những cái cộng sự hợp tác với mình. Thì cái đó là cái mà làm cho mình luôn được bình an, luôn được hạnh phúc. Thì đúng nghĩa là do phải tự mình phải luyện cho cái suy nghĩ của mình đầm lại, và làm gì cũng nghĩ đến người khác, làm gì cũng nghĩ đến vị trí của người khác, để mình có cái sự thông cảm và thấu hiểu. Thực ra thì nói thì có vẻ hơi lý thuyết ấy, nhưng mà thực sự đây là Mai cũng áp dụng như vậy. Bởi vì mình nhiều việc lắm, mọi người thử đây. Nếu mà chúng ta một ngày mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực, hay là chúng ta nghĩ giận hờn một ai đó, thì trong cái ngày hôm đó là chúng ta cũng sẽ gặp rất là nhiều những cái phiền phức đến với chúng ta, vì chúng ta không có tập trung vào công việc chúng đang làm. Thứ hai nữa là Mày cũng nghe nói đến sự thiền định chẳng hạn. Có nghĩa là chúng ta làm cái gì chúng ta biết chúng ta làm cái đó, chúng ta mở cánh cửa, chúng ta biết chúng ta mở cánh cửa. Chúng ta ăn bát cơm, chúng ta biết chúng ta đang nhai cơm. Và sau đó chúng ta nhai kỹ, cuối cùng là thấy cái vị ngọt của cơm. Hay chúng ta ăn món ăn, chúng ta biết chúng ta đang thưởng thức cái món ăn đó. Uống nước, chúng ta biết chúng ta uống nước. Rồi chúng ta bước đi, chúng ta biết chúng ta đang bước đi. Có nghĩa là suy nghĩ và cái hành động nó sẽ cùng với nhau. Thì như vậy nó sẽ làm cho chúng ta không có bị gọi là bất an. Thở, chúng ta tập
trung hít thở vào, thì có phải là chúng ta sẽ chú ý đến hơi thở đúng tận đan điền, chúng ta lại hít vào thở ra, và như vậy là đó là một phương pháp của thiền, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, thì chúng ta làm gì, chúng ta biết chúng ta đang làm cái việc đó để chúng ta tập trung nó, để chúng ta có cái sự an yên. Tiếp theo mày thấy câu hỏi là ngoài công việc gia đình phụ nữ có cần làm đẹp không ạ? Thấy bạn Linh đặt câu hỏi, chị Linh đặt câu hỏi với Mai. Có chứ chị Linh, không biết là không biết là năm nay chị bao nhiêu tuổi và chị làm công việc gì, nhưng mà đối với bản thân Mai thì phụ nữ, nhất là phụ nữ, người ta đã dùng phụ nữ là cánh phải đẹp mà, thì phải xứng đáng với cái tên gọi mà mỹ miều mà tất cả mọi người đã dành tặng cho phụ nữ là phải đẹp. Thành ra chúng ta làm gì thì chúng ta cũng phải để ý yếu tố ngoại hình. Và đương nhiên là đối với mọi người đừng nghĩ là vì Mai làm nghệ thuật mà Mai phải tập trung những chuyện đó, mà em điệu không cả nhà mới đi live stream thôi mà cũng phải có cái lược cái bên. Thực ra không phải vì Mai làm nghệ thuật mà Mai mới tập trung cái việc làm đẹp đâu, mà ngay cả chúng ta làm văn phòng, chúng ta làm cái công việc bán hàng, chúng ta làm việc tư vấn, hay là chúng ta là một nhà ngoại giao, hay chúng ta là một doanh nhân, thì cái ngoại hình cũng rất là quan trọng. Bởi vì cái ngoại hình đó, mọi người hay thấy được rằng là những người xinh đẹp á, hay là những người mà nhìn coi được một chút thì cái tướng họ cũng rất là tốt, nghĩa là tướng về số mệnh á, thì cũng phải rồi. Một người mà thực như theo như là về tỷ lệ vàng đi, có tiền vận này, là phần trán, phần chân mày, trung vận này, hậu vận này, và các phần bằng nhau thì là tốt, hoặc là năm phần từ cái phần gọi là mắt cho đến cái phần vùng mắt, máy móc những công nghệ được FDA công nhận để phối hợp một cái phác đồ với nhau để bổ sung tất cả những chất tăng cường cho tiến trình lão hóa bị xảy đến. Ví dụ như hồi nãy mới chia sẻ, lão hóa chúng ta để đến khi mà chúng ta mất collagen, mất elastin, rồi cơ bị không được săn chắc, rồi mất dưỡng chất trên bề mặt da, thì cái công nghệ anti-aging này nó phối hợp đầy đủ hết, có sử dụng công nghệ sóng siêu âm hội tụ để có thể đi vi điểm vào những cái điểm mà cái cơ bị chảy, bị trùng, bị nhão, bị collagen bị giảm sút, để có thể kéo những cái cơ lên, săn chắc lên, làm cho collagen elastin được tăng sinh. Rồi ngoài ra là có phối hợp của chỉ để có thể dùng cơ học kéo cái da lên để cái da cho không bị đổ, không bị chảy xệ, và kết hợp với cả acid hyaluronic để tăng cường những cái dưỡng chất, vì cái thành phần acid hyaluronic này sẽ giúp cho da của chúng ta được căng, được bóng, được mượt, và làm đầy những cái phần rãnh sâu. Bởi vì khi mà chúng ta với thời gian chúng ta mất đi những cái acid hyaluronic là nằm trong khuỷu tay, khớp chân mình có hết á, và nên chúng ta mới cử động được. Thì đây là những cái dưỡng chất mà rất là cần thiết trong cơ thể của chúng ta, nhưng mà với thời gian chúng ta cũng bị mất đi. Thì các nhà khoa học đã tổng hợp được từ tự nhiên mà giống y như cái thành phần trong cơ thể của chúng ta để đưa ngược vào da. Tự nhiên có những người bị rẫu rãnh sâu để chúng ta có thể đưa vào, làm đầy cái rãnh lên, hay là hốc mắt, hay là những cái vùng bị rãnh thì chúng ta đưa vào để làm đầy lên. Thì đây là những cái thành phần rất là tốt mà được FDA công nhận, nên mọi người hoàn toàn là an tâm, không có sợ những cái sản phẩm mà bị nhái. Thực ra đó, hiện giờ trên thị trường thì có rất là nhiều những cái sản phẩm mà bị làm giả đó. Thành ra mình cũng nghe, chúng ta cũng nghe đến nhiều những vấn đề biến chứng, nhưng mà đó là do cái sản phẩm không có tốt, thứ hai là do tay nghề, không phải là bác sĩ điều trị, không phải là những người được qua bài bản của hãng. Thành ra là sẽ có những cái vấn đề phát gọi là phát sinh không mong muốn. Chứ còn nếu như giống như chúng ta chẳng hạn như mọi người nói thịt bò đều biết có chất sắt, đều có cái protein, đều chất đạm rất là tốt. Nhưng mà nếu mà bò đó là bò mà kiểu, hay là trứng cũng vậy, trứng rất là tốt, nhưng mà trứng nó là trứng nhựa, là trứng cao su như mọi người nghe nói, hoặc là bò, hoặc là vừa rồi là cũng có những cái thông tin là hàng tấn xe thực phẩm mà bị giả lâu năm, không phải giả mà gọi là lâu năm, bị hư hàng nhiều năm rồi, được nhập từ Trung Quốc chẳng hạn, rồi người ta phải dùng thuốc người ta để làm cho nó thơm lên, để là tẩy đi, thì đương nhiên những cái đó nó sẽ vào cơ thể của chúng ta, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất là nhiều. Có nghĩa là bò tốt, nhưng mà nếu mà bò thật sự được tươi, được bảo quản tốt, mà chúng ta sử dụng đúng thời hạn thì rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nhưng mà nếu mà thịt bò, thịt heo đó mà nó không tốt thì cũng ảnh hưởng. Thì điều ngược lại, điều trị công nghệ cũng vậy, nếu như đó là acid hyaluronic được FDA công nhận đúng cái sản phẩm chuẩn mà được bác sĩ điều trị thì nó sẽ rất là tốt. Còn nếu như đây là hàng nhái, hàng giả thì không có tốt tí nào.
tốt cho sức khỏe lắm, tinh bột giúp cho não bộ này, giúp cho tóc này, có những cái vitamin dành cho tóc này, cho da này. Mà nếu chúng ta gạt bỏ tinh bột thì không tốt thế nào. Chúng ta có thể ăn tinh bột, như Mai ngày mai sử dụng từ là quinoa là hạt diêm mạch này, hay là yến mạch này, gọi là oatmeal ấy, tiếng Anh là oatmeal. Rồi hoặc là mình có thể sử dụng từ khoai lang, tinh bột từ khoai lang hay tinh bột từ bắp cũng rất là tốt. Hay là những cái tinh bột từ gạo lứt chẳng hạn, thì đó thì thường là mình sử dụng những cái loại như vậy. Chúng ta tránh những cái loại mà bánh mì đen, chứ chúng ta không ăn là bánh mì đã qua tinh luyện hay là gạo trắng, thì như vậy thì cái tinh bột nó không, mình có nghĩa là mình có thể vẫn có tinh bột, nhưng mà những cái loại tinh bột mà nó tốt cho sức khỏe của chúng ta nên Mai vẫn sử dụng bình thường. Ngoài ra thì cái tỷ lệ khẩu phần ăn của Mai thì thường là Mai sẽ ăn chết chủ yếu là nhiều rau xanh, vitamin, và rau xanh rất nhiều loại, nhiều màu sắc. Ví dụ như chúng ta phải lựa là có rau màu đỏ như cà rốt này, hay như cà chua này, bí đỏ này, rồi chúng ta có lựa những cái màu xanh, rau chất vịt này, rồi rau cải này, rồi ngoài ra là có những cái màu như là ớt chuông, có nhiều màu sắc khác nhau thì tốt cho sức khỏe. Nói chung là Mai cũng đã lựa đa dạng để chúng ta không có thiếu, mỗi một loại nó sẽ có một cái thế mạnh của những cái loại vitamin khác nhau, thì mình ăn rau xanh các loại đa dạng. Rồi ngoài ra thì đạm thì Mai cũng sử dụng cá nhiều. Hồi xưa Mai làm những sức sống mới đó, thường Mai nhớ là các đầu bếp cũng hay chia sẻ là chúng ta ăn con gì mà ít chân là tốt nhất. Ví dụ như con không chân thì tốt hơn con hai chân, và con hai chân thì tốt hơn con bốn chân. Ví dụ như con cá không có chân nào thì sẽ tốt hơn là con gà, và con gà tốt hơn là con heo. Đó thì thường là mọi người hay chia sẻ như vậy, và Mai cũng áp dụng để làm sao để chúng ta đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng mà nói vậy thôi, mình vẫn phải có thể mình ăn những gì mình thích, miễn là cái số lượng chúng ta ăn phù hợp. Chứ nếu chúng ta ăn nhiều quá thì cũng rất là ảnh hưởng. Cho chị xem, mình có cái bảng tại mà cái gọi là mỗi một cái thức ăn ấy, nó sẽ chiếm calorie bao nhiêu em? Dạ, cuốn sổ em... to vậy nè, cuốn sổ to thì to đó. Em có thì lấy cho chị nha. Dạ không có. Mai muốn lấy cho chị. Mai cũng có dạ. Tại Bibi có một cái gọi là có một cái bảng giá, trong đó thì ghi rõ là những cái thành phần, ví dụ như là liệu cà rốt, hay là một tô bún mọc, một tô bún riêu, hay tất cả khoai lang, chuối đủ bao nhiêu calorie. Một ngày chúng ta muốn nạp vô khoảng độ 1.000 mấy calorie cho đến 2.000 calorie đi, thì chúng ta sẽ nhìn vào trong đó thì chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta nạp trong cái số lượng trong như đó thôi. Chứ ăn gì cũng vậy, nếu mà chúng ta ăn quá cái nhu cầu cơ thể của chúng ta thì nó sẽ tích tụ thành mỡ thôi. Đó là chúng ta sẽ phải để ý cái số lượng. Và như là Mai cũng trả lời với Phụng rồi, có nghĩa là mình ăn uống đầy đủ các nhóm chất khác nhau, nhưng mà chúng ta sẽ ăn những cái loại mà tốt, nghĩa là chỉ số GI đó. Từ từ mọi người hay nói chỉ số GI, nhưng mà thôi nãy Mai cũng nói nôm na là chúng ta ăn tinh bột chúng ta thay bằng những cái loại như vậy. Còn đối với đường đi thì Mai hay ăn là đường lá ăn quả hay là đường ăn kiêng á, thì nó cũng sẽ giảm bớt được cái lượng đường hóa học. Hoặc là đường tinh luyện, đường từ mía thì Mai sẽ giảm bớt. Đương nhiên là nếu mà chúng ta đi ăn bên ngoài thì chúng ta cũng đành chịu thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta ở nhà nấu nướng thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh một chút lại. Mình ăn kiêng dáng thịt thon nhưng da thì xấu phải làm sao? Bạn Lan chia sẻ như vậy, đặt câu hỏi như vậy. Cái gì Lan này? Bạn Lan này. Cảm ơn chị Lan. Mình ăn kiêng dáng thì thon nhưng mà da thì bị xấu, thực ra không phải đâu. Nếu như chúng ta không ăn kiêng, cũng phải không ăn kiêng mà chúng ta ăn thỏa già, ví dụ như là ăn ngọt nhiều, ăn nhiều tinh bột, thì thực ra da chúng ta cũng xấu nữa cơ. Ngay cả khi chúng ta đi khám bác sĩ cũng sẽ chia sẻ những người bị mụn nó sẽ phải hạn chế là ăn dầu mỡ này, ăn đường này, tại vì những cái đó nó sẽ làm cho da mình dễ lên mụn hơn nữa. Thì có phải là ăn kiêng mà làm cho da đẹp không? Miễn là chúng ta đừng có gọi là đừng có kiêng khem quá thì chúng ta thiếu chất thôi. Chúng ta ăn đủ, ví dụ như là chúng ta cần 2.000 calorie thì chúng ta ăn đủ cái lượng kilo calorie trong một ngày, như vậy thì là chúng ta ổn, không có sao đâu Lan. Chúc cho Lan, bạn Lan luôn xinh đẹp mà dáng cũng đẹp mà da mặt thì cũng xinh xắn nha. Bận rộn lắm Mai ơi, không có thời gian làm gì luôn á. Chị Kiều Trang đặt câu hỏi. Bận thì cũng hơi khó. Mai cũng công nhận là nếu mà chúng ta không có thời gian thì rất là khó để tập thể dục.
may mắn là ngày hôm nay là chúng ta có rất là nhiều cái sự hỗ trợ của công nghệ. Ví dụ như mọi thứ mọi người thấy ngày xưa chúng ta nấu ăn chúng ta cũng cực hơn, cách đây chỉ mấy chục năm về trước thôi là ông bà mình nào phải nấu củi nấu than, còn bây giờ chúng ta có bếp ga rồi, bây giờ mới thấy là có rất là nhiều những thứ mà chúng ta hỗ trợ. Như nồi chiên không dầu, may làm rất là nhiều món từ nồi chiên không dầu, chẳng hạn như là may nướng cá này, chúng ta chỉ bỏ vô ướp gì thì chúng ta muốn ướp thì chúng ta ướp theo ý của chúng ta bỏ vô bấm vài bao nhiêu phút đó, nhiệt độ bao nhiêu đó là sau đó là chúng ta quên đi, rồi một tí tinh một cái là chúng ta đã có một bát, có một món ăn mặn rồi. Ngoài ra canh cái nói chung là bây giờ nó cũng công nghệ thì nó cũng đỡ rồi, may mua cả một cái nồi gọi là nó giống như là vừa là nấu làm sữa đó, thì trong cái nồi đó nó có cái chế độ luộc rau luộc riết các thứ luôn mà đúng giờ đúng hẹn, thậm chí mình cho nước vô luộc rau hay nấu canh gì đó thì mình cũng chỉ bấm nút tinh thôi là tự động, thành ra là cũng đây là một cái cách mình tiết kiệm. Hay là máy rửa chén cũng vậy, bây giờ nó cũng có những cái máy mà nhà mà chưa có chỗ lắp sẵn thì nó có những máy rời, chúng ta chỉ cho chén vô cho xà bông vô và tự quậy tự rửa, nghĩa là bây giờ chúng ta cũng sẽ phải tìm cách dùng sử dụng những cái công nghệ hiện đại. Không chỉ là công nghệ cho làm đẹp đâu mà công nghệ phục vụ đời sống của chúng ta, chúng ta có thêm một chút thời gian. Đó là cái mẹo đó đó Trang ơi, nên chị Trang ơi nên mai làm như vậy để mai có cái thời gian để mình còn luyện tập để mình làm nhiều việc khác. Cảm ơn Bông Bông đã khen Mai nha. Cân bằng cuộc sống rất là tốt, Mai ngày càng trẻ đẹp, cảm ơn chị Mỹ Dung. Thích cách sống của chị, cảm ơn chị Uyên nha. Cảm ơn chị Mỹ Linh, nhẹ nhàng, yên bình, mình rất hâm mộ Mai. Nãy giờ chị không biết là chị nói bao lâu rồi ha? Dạ, 40 phút rồi chị, 40 phút rồi ha. Dạ, đúng rồi. Thì Mai cũng vẫn còn những câu hỏi đấy. Đây nhiều mẹ em, để chị xem hết rồi. Chào Tôn Lệ, dạ cảm ơn chị nhiều. Chào chị Phương Vân. Thích tính cách sống của chị. Dạ, Mai cũng với thời gian thì mình cũng luyện cho mình có những cách sống được bình an, bình thản trước cuộc sống này. Và đồng thời nữa là Mai thấy mình cũng rất là may mắn, phải nói thật sự là cảm ơn trời Phật, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn gọi là cái số phận mình đã cho mình được làm cái gì mình yêu thích. Thực ra thì những con đường của Mai đi, Mai không phải là gọi là mình có cây dù, có dù à, bây giờ nó có cái trend gì đó phải đi không có dù, phải đi nhanh gì đó. Thực ra Mai cũng không có cái sự hỗ trợ từ gia đình hay là đại gia đại diết gì đó, tự mình làm thôi, nhưng mà mình thấy thú vị lắm. Như ngày xưa Mai làm xuất sống mới cũng vậy đó. Mai hay nói là nếu như cuối ngày cho Mai một số tiền mà Mai không làm gì cả, hoặc là mỗi ngày Mai ngồi cái ghế sức sống mới, Mai ngồi Mai trò chuyện phỏng vấn khách mời rồi cuối ngày cũng nhận đúng số tiền như đó, thì Mai vẫn chọn cách là thứ hai là vẫn làm việc lao động rồi mình nhận cái số tiền xứng đáng với cái lao động mà mình bỏ ra, thì mình cảm thấy mình vui khi mình được làm việc, được gặp mọi người, được trò chuyện, được học hỏi, rồi cuối ngày mình có một cái số tiền đó. Thành ra Mai thích cái sự lao động, nên ngay cả bây giờ Mai cũng dạy cho con Mai như vậy. Mặc dù là Mai cũng may mắn là cũng tích lũy được một chút, nhưng mà mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ cho con hết để rồi con không làm gì cả, vẫn phải ăn học, vẫn phải lao động như tất cả mọi người. Thậm chí là Mai còn xúi bé học ở Mỹ, Mai còn xúi là bé lúc mà nghỉ hè nó đi làm ở McDonald's, lúc mà hồi còn nhỏ đó, làm ở những cái chỗ quán ăn, nhà hàng để mình học hỏi và biết được cái giá trị đồng tiền, biết được cái, và hoặc là làm thư viện, thì bé nó cũng làm một thư viện và lương ở đó bên kia nước như Mỹ, mà nhớ thời điểm đó là 12 đô một giờ, thì bé một ngày cũng làm mấy giờ để kiếm tiền. Bé cũng nói là đã có cái tiền con thu hoạch, con mua này mua kia để đỡ phải xin mommy, đỡ phải xin gia đình đó. Thì đó là một cái mà Mai cũng khuyến khích. Thực ra Mai cũng muốn là con cái cũng tự lập, và bản thân Mai cũng vậy, mình cũng tự lao động, cũng có cái đồng tiền mình ra mình lao động thành quả của mình. Và Mai cũng hay nhắc nhở cho ekip của mình, của bản thân mình, làm gì thì làm mình cũng phải có cái sản phẩm tốt, làm ăn lương thiện, gọi là mình có những sản phẩm tử tế đến cho khách hàng. Và cái đó là cái mà bền vững, mình không có bán những cái bọc biển, có nghĩa là không có đưa những cái sản phẩm không tốt, hay là mình đưa những sản phẩm không phải là vì Mai đang live stream, Mai muốn có khách hàng, mà đây là thật tâm. Mai luôn nhủ của mình điều đó. Mai muốn mình sẽ trở thành một người gọi là làm hạnh phúc, hoặc là người mà sang có giàu đi nữa, giả sử đi thì sẽ là giàu sang chứ không phải là giàu có, nghĩa là mình cũng sẽ tạo ra một cái giá trị nào đó cho mọi người. Rồi đừng nghĩ là
cho bản thân mình, rồi tôi bán sản phẩm như thế nào, không cần biết, miễn là tôi có tiền, tôi có tiền thu bỏ túi thôi, thì cái đó cũng không, Mai cũng không phải là cái mình mong ước và chủ trương của mình. Đó là lý do mà doanh nghiệp của Mai sống tới bây giờ là 23 năm, từ năm 1998, trải qua nhiều thăng trầm, trải qua những biến cố, ví dụ như dịch Covid vừa rồi chẳng hạn, thì BB vẫn đứng vững, vẫn được khách hàng yêu thương và vẫn tồn tại. Thì đó thật sự là cái mà mình hiểu rằng là mình đã ngộ ra ở cái sự tử tế ở cuộc sống này để cho mình thực hiện đúng cái điều đó, để cho mình hạnh phúc và để được mình được trường tồn, cái doanh nghiệp của mình được bền lâu. Đó là cái mà Mai luôn chú tâm như vậy, thì Mai tạo ra sự bình an thật sự. Mình không gấu ó với ai, làm được cho ai điều gì tốt thì làm. Vô một thang máy thấy một cái chị nào đó mặc một cái áo hoa đẹp, mình cũng khen cho chị vui, vì đằng nào mình cũng đứng trong thang máy đó hết 1 phút hay là 30 giây. Thì thay vì mỗi người đều có cái suy nghĩ riêng, nhìn nhau như người xa lạ, thì mình tặng nhau một cái lời khen để cho chị kia nửa nụ cười, người ta hạnh phúc, người ta lại truyền một cái năng lượng tích cực đến mình. Sau khi thang máy mở cửa, bước chân ra thì hai con người đều hạnh phúc, chị nhận được một lời khen và mình nhận được cái lời cảm ơn cũng như là niềm vui mà lan tỏa từ chị đến với mình. Nhưng mà lời khen chân tình nha, chứ không phải là sáo rỗng. Thành ra Mai luôn luôn là cũng chia sẻ với các em nhân viên của Mai cũng vậy, ở đời giúp được ai thì giúp, làm được điều tốt thì làm. Mình cứ sống thiện lương như vậy và trời Phật cũng sẽ cho mình nhiều may mắn. Chào bác Thắng, chào Trương Đoàn Mạnh, ủng hộ luôn ạ. Đúng rồi. Nhiều. Chị ơi, có chị Dương Thắm hỏi là em làm intern được 1 năm rồi, đã làm lại, bây giờ làm lại được hay chưa chị? Rồi, 1 năm. Thắm ơi, chị Thắm ơi, thực ra thì đối với những cái công nghệ như therapy đó, thì hãng khuyến cáo là 6 tháng chúng ta có thể lập lại liệu trình. Cho nên nếu như mà Thắm mà có nhu cầu cũng như là muốn cho mình săn chắc hơn nữa, thì chị chúng ta có thể chúng ta quay lại. Bởi vì từ 18 tuổi trở đi là mỗi 1 năm da của chúng ta mất đi một lượng collagen nhất định, và càng lớn thì chúng ta mất càng tốc độ mất càng nhiều hơn, không còn là 1% nữa mà mất số lượng rất là nhiều hơn, tốc độ gia tăng. Nên tại sao cái tuổi lớn chúng ta, nó không phải chúng ta đi giúp vậy, mà chúng ta đi gần như là giúp rất là sâu chứ không lại nữa. Do đó là chúng ta có cơ hội, có điều kiện, có thời gian thì cũng nên 6 tháng chúng ta lập lại một lần cái liệu trình để chúng ta giữ được cái collagen, elastin và săn chắc cơ. Mai là cứ 6 tháng là Mai đều điều trị hết á. Mai như vừa rồi Mai đi Mỹ thì về đến nhà cái là ngày hôm sau mọi người thấy là hôm đó Mai cũng có live stream đó, vừa về cái là Mai cũng lên BB để có thể được các bác sĩ cũng như là các kỹ thuật viên, các y tá chăm sóc liền, vì Mai hiểu về bản chất vấn đề. Vì thực ra mà nói, mọi người khi mà đi làm đẹp, mọi người chỉ tốn có tiền triệu hoặc tiền vài chục triệu, nhưng mà như bản thân Mai thì Mai tốn hàng tỷ tỷ luôn, bởi vì mua một cái máy tới vài tỷ, có những máy laser lên tới 7 tỷ đồng. Thì mọi người hiểu được 7 tỷ đồng, nếu mà mọi người cầm trong tay 7 tỷ làm gì ta? Một, chúng ta mua một căn hộ; hai, chúng ta mua chứng khoán; ba, chúng ta mua đất. Cái gì thấy cũng có vẻ là có cơ hội hết. Còn chúng ta mua một cái máy chưa đủ đâu, chúng ta phải có người vận hành, chúng ta phải có một cái trung tâm, chúng ta lại phải có nhân sự, chúng ta lại phải quảng cáo, chúng ta phải nhiều thứ lắm. Nếu không có cái niềm tin, không có tình yêu và không có cái hiệu quả của sản phẩm thì không bao giờ dám xuống tiền hết. Thành ra Mai cũng đã phải trải nghiệm, phải hiểu cái hiệu quả của nó nên Mai mới dấn thân. Thành ra là Mai đã tin tưởng dấn thân như vậy. Và với bao nhiêu năm trôi qua, cái hiệu quả của khách hàng, niềm vui của khách hàng, sự trẻ đẹp của khách hàng, sự tự tin của khách hàng cũng là một cái động lực để cho Mai tiếp tục có những cái công nghệ mới, dịch vụ mới để gửi đến những khách hàng của BB. Còn U-Therapy như Thắm đặt câu hỏi thì Thắm có 6 tháng, nếu mà Thắm điều kiện là Thắm đến, và hiện giờ thì đang có một chương trình hết sức là ưu đãi. Thành ra Thắm ghé để mà có thể có cái chương trình tốt nha. Cảm ơn chị Thắm đặt câu hỏi với Mai. Bạn Phước Nguyễn chia sẻ là phụ nữ thật khổ nhưng cũng thật vui khi cân bằng được cuộc sống. Đúng rồi, Mai thấy phụ nữ cũng có cái khổ của phụ nữ. Vì tại sao hôm nãy Mai cũng vừa gặp mấy người bạn của Mai. Mai tại vì cái 15 hoặc
là 2 ngày mất đi 15, 20, 30 phút để gội đầu rồi. Tại vì mình gội đầu nhá, rồi mình còn sấy tóc nhá, là mình cũng phải mất cái khoảng thời gian đó. Đàn ông đã tiết kiệm rồi, rồi đàn ông họ không cần trang điểm, là họ cũng đã tiết kiệm được khoảng độ 15, 20 phút hoặc 1 giờ rồi. Nghĩa là đàn ông một ngày họ đã có thêm rồi quần áo vậy, họ chỉ cần đúng một cái sơ mi với quần đen thế là xong. Hoặc là quần tây vân vân, nói chung là họ đơn giản hơn nhiều. Còn họ muốn thay đổi thì họ có canvas là họ đổi được rất là nhiều kiểu. Cho nó tóm lại là đàn ông một ngày họ tiết kiệm được phải nói là tới 2 tiếng đồng hồ hoặc hơn nữa so với phụ nữ. Thành ra là đàn ông họ sẽ làm được nhiều việc hơn vì họ có giờ nhiều hơn, chứ không phải họ thông minh hơn chúng ta nha, không thua đàn ông như cả nhà. Mày đùa vậy thôi, nhưng mà thực ra đàn ông họ cũng có cái gọi là cái điều kiện thời gian tốt hơn chúng ta. Nên họ có cái sung sướng, nhưng mà bù lại thì phụ nữ chúng ta lại cũng được được tha hồ trong cái thế giới màu sắc của quần áo, của trang điểm, của sự diễm lệ mà chúng ta có thể tạo ra cho bản thân mình. Đàn ông thì nếu mà họ sinh ra xấu thì họ vĩnh viễn là người xấu, chứ mà phụ nữ mình là không có người phụ nữ xấu mà. Chúng ta chỉ không biết làm đẹp thôi, chúng ta làm đẹp thế nào chúng ta cũng thành mỹ nhân thế, tất cả nhà chắc chắn là như vậy. Thời bây giờ công nghệ phát triển quá trời mà lại còn có cả những công nghệ không xâm lấn, kể cả xâm lấn và cả không xâm lấn, để giúp chúng ta luôn trẻ đẹp mà cũng không cần phải quá nhiều để thay đổi chúng ta. Và đàn ông thì họ cũng có cái thời gian đó, cũng có nhanh gọn đó, cũng có sức khỏe đã, không bị những cái chuyện li ti lắc tóc của phụ nữ, rồi cũng không bị đến tháng như chúng ta. Nhưng mà bù lại thì nếu chúng ta sinh ra mà có cái diện mạo như thế nào đó, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được. Đàn ông thì chắc là khó hơn, có nhưng mà có thể khó hơn chúng ta một chút. Vậy thành ra Phúc Nguyễn cứ gọi là chị cứ an tâm nha. Cứ vững tin là phụ nữ chúng ta vẫn có nhiều cái mặt tích cực để chúng ta nhìn vào đó, mà chúng ta thấy được cái niềm vui khi mà chúng ta là phụ nữ. Cảm ơn chị Quỳnh Trang khi mà có lời khen dành tặng cho Mai. Mình đã sử dụng và cảm thấy vô cùng hiệu quả. Không biết là chị Bùi Hậu sử dụng sản phẩm gì, nhưng mà cảm ơn chị đã ủng hộ BB và đã có những cái lời gọi là feedback lại rất là tốt cho BB, cho Mai. Như với tối đó em, sáng một chút. Mai đói được, làm được, mình làm đẹp rất đáng đồng tiền bát gạo. Chị Phạm Huế, Mai cảm ơn chị rất là nhiều. Đó là cái câu mà Mai rất là vui khi được nghe. Và thực sự ra mà nói, hiện tại BB đó, cái lượng khách cũ quay trở lại luôn luôn là một cái số lượng rất là lớn. Và khách cũ giới thiệu khách mới mà đến từ khách cũ, có nghĩa là giới thiệu bạn bè, cha mẹ, anh chị em rất là nhiều. Đây là một cái niềm vui cho BB mà không có gì tả được. Bởi vì Mai tâm nguyện rằng là Mai không phải là một người, Mai làm, Mai tạo ra BB, Mai không phải là cái người mà gọi là không có tóc. Mình là người có tóc vì mọi người cũng có thể thấy đâu đó mình ở trên phương tiện truyền thông, hay là ở nghệ thuật, hay đóng phim, hay là mặc dù bây giờ Mai cũng không còn làm nhiều như ngày xưa, nhưng mà mình vẫn có tham dự. Thì mọi người, Mai không muốn là khi mọi người nhìn thấy Mai trên màn ảnh mà nói ở chỗ này không tốt, cô này không tốt. Mai muốn mọi người nhìn Mai mà cảm thấy vui vì đã tin tưởng Mai và cho Mai có cơ hội, và mọi người cũng trẻ đẹp hơn rất là nhiều. Đó, thành ra là Mai cũng tâm nguyện rằng là mình cố gắng đem những cái dịch vụ tốt cho khách hàng. Sao còn là em dạ yeah, sắp hết pin rồi là rung máy. Ôi, có chị Thu Quốc chia sẻ là chăm sóc da ở đây bao nhiêu năm chưa lần nào là không ưng ý. Cảm ơn chị rất là nhiều. Phải nói là hạnh phúc nhất là được phục vụ một khách hàng trăm lần còn hơn là phục vụ hàng trăm khách mà mỗi người chỉ có một lần. Hạnh phúc nhất là được chăm sóc khách. Em chúc xuân chị, chúc yeah. Nhà em. Và cảm ơn chị Thu Cúc đã chăm sóc tại BB rất là lâu. Mai cũng có nhiều khách hàng đến với Mai từ năm 98 luôn, mà những chị này phải nói quá VIP. Và có những chị làm nghệ thuật, và có những người làm gọi là trong gia đình của về chính trị nữa, nên Mai cũng giữ dân tính cho khách hàng và làm ủng hộ Mai, gắn bó với Mai từ những ngày đầu tiên, từ năm 98. Khi mà phải nói tới bây giờ Mai gặp lại chị, Mai mừng, Mai phải nói hạnh phúc lắm, bởi vì mình quá cảm ơn chị, quá cảm ơn những khách hàng đi với mình từ ngày đầu cho đến ngày hôm nay. Đó là một niềm tin rất là lớn. Và đồng thời nữa, mình cũng phải tự nhủ rằng là khách mà thương Mai đó, hay là tin Mai đó, cho Mai có một lần cơ hội.
nữa phục vụ cho khách hàng. Chị Hương chia sẻ là nhân viên thân thiện, bác sĩ dễ thương. Mai cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Không biết nãy giờ chị chia sẻ được bao lâu rồi hả em? Dạ, 40, gần 50 phút rồi chị. 50 phút rồi hả? Hôm nay em hình như nó méo méo nè phải không? Dạ. Nó méo phải không? Anh chỉnh lại chút xíu đi. Thấy nhiều câu hỏi mọi người. Cảm ơn chị Phương Vân. Chào Minh Tâm. Nhiều quá em ơi, làm sao mà chị coi hết được mấy cái này ở đây? Nhiều câu hỏi quá. Phạm Huế. Billy Thanh Mai là một địa chỉ làm đẹp rất uy tín và hiệu quả. Cảm ơn chị. Chào Thanh Hậu. Chào Mẫn Nhi. Cảm ơn Mẫn Nhi nha. Cảm ơn Thanh Hậu. Cẩm Thạch, Myanmar. À vậy là chị đang ở Myanmar ạ. Sức sống mới dạ, sức sống mới đây, sức sống mới đây. Cảm ơn chị đã nhớ đến cái chương trình mà Mai gắn bó một phần thanh xuân của mình với chương trình 5 năm với cả nhà. Mai làm 1.000 show sáng 5 giờ sáng phải dậy để chuẩn bị tài liệu, đọc bao nhiêu là sách, đọc bao nhiêu là tài liệu để có thể có những kiến thức để chia sẻ, bởi vì không thể nào ngày nào nó cũng nói như lại một cái đề tài, nói rất là nhiều cái đề tài. Đó, nên Mai cũng sẽ phải rất là gọi là nỗ lực rất là nhiều trong cái chương trình đó để đem lại những cái thông tin bổ ích cho mọi người. Chào cô thủ môn tội nghiệp. À, chào anh Ngô Hùng. Bây giờ mà còn nhớ được cái phim mà Mai đóng, phải chi mà quay trở lại thời đó ha. Nếu mà Mai quay trở lại thời cô thủ môn tội nghiệp là cũng phải 30 năm rồi. Chắc đó anh Ngô Bác Hùng lúc đó anh cũng còn đôi mươi phải không ạ? Chúng ta đều có cái thanh xuân đi cùng với nhau. Mai được làm việc rồi ăn rồi được thể hiện cái vai diễn của mình với khán giả, rồi được khán giả xem, khán giả nhớ tới, và thanh xuân chúng ta cùng đi với nhau phải không ạ? Lâu rồi không thấy chị trở lại phim trường. Thực ra anh Hùng biết không, được rồi, Mai định làm một phim đó của bên Vion, cũng là một cái đơn vị làm phim hiện giờ cũng là rất là tốt ở Việt Nam, mà chẳng qua là vì quay bây giờ phim cho nhiều quá, 80 tập lận, quay một năm trời ròng rã, nên Mai cũng bị, mình cũng chỉ sợ là khi mình bước chân vào, mình đã ký cái hợp đồng, khi mình bước cái máy quay thước phim đầu tiên mình quay là mình sẽ phải dính trách nhiệm đến suốt cuối cùng luôn, mình không bỏ ngang được. Ví dụ như làm bất cứ bộ phận gì mình có thể, mình về sức khỏe hay là về thời gian mình có thể xin lỗi được, nhưng mà riêng đã gắn phim rồi là cái gương mặt mình từ đầu đến cuối là không thể. Nên thật sự là nhận được phim bây giờ cũng cân nhắc dữ lắm đó, vì sức khỏe nữa, vì thời gian, vì nhiều thứ nữa, và thú thật là thời gian bây giờ nó cũng không phải được dồi dào như ngày xưa, mình cũng cần phải chăm sóc cho bản thân mình nữa. Đó, thành ra Mai cũng không dễ mà mỗi lần làm một bộ phim, một dự án là cũng phải cân nhắc dữ lắm. Cảm ơn Phạm Huế nha. Cảm ơn Villa Trần. À, kêu là Villa Trần, kêu là chị mới làm mũi phải không? Không có, oa đây này, bẻ lên bẻ xuống này, chứng minh không có làm gì hết. Mũi này mũi thiệt. Mai không có làm mũi. Mai bên Mai thì Mai chỉ đa số là Mai không có phẫu thuật. Mai vì Mai thứ nhất là Mai Mai nghĩ rằng khán giả cũng đã quen với gương mặt của Mai rồi, nên dụ như mình thay đổi cấu trúc gương mặt thì chắc có lẽ hơi lạ lẫm với mọi người. Cái thứ hai nữa là Mai cũng không đủ can đảm, vì cũng hơi sợ, vì mình thay đổi được bằng phẫu thuật thì mình không biết như thế nào. Còn không xâm lấn thì nó chỉ là vấn đề là không có chảy máu, không rủi ro, không ân hận. Làm có thể là mình hiệu quả nhiều hay hiệu quả ít, và những hiệu quả được FDA công nhận hết rồi, nên Mai thì cũng không có làm mũi đây. Chứng minh lần nữa, bè qua bè lại thoải mái, bè lên bè xuống, không có làm mũi nha. Nha nha Villa Trần. Có người ghi tiếng gì đây, chị cũng đọc không được nên em tiếng này tiếng gì trời, tiếng không phải tiếng Anh nữa. Dạ. Mai chị thua. Không, chị bấm hai lần rồi, bấm hai lần chạy qua bên kia hả em? Dạ đúng rồi, nó ra cam sao. À, công nghệ anti-aging này có tốt không chị? À, tốt lắm Thảo Ly ơi. Đây là công nghệ như Mai chia sẻ đó. Anti-aging này là một công nghệ vượt trội. Tại vì
Airbnb, và nó đi đến những cái lớp tầng sâu như lớp trung bì, hạ bì, thượng bì, lớp nào cũng được chăm sóc, chứ không phải là có những công nghệ nó chỉ tập trung ở cái lớp này, có công nghệ tập trung lớp kia, còn đây lớp nào cũng được chăm sóc đa chiều với nhau. Và đồng thời nữa là không những tăng collagen, tăng elastin, săn chắc cơ, mà còn là tăng dưỡng chất, rồi tăng nguyên bào sợi, giúp cho da của chúng ta được chống oxy hóa, rất là nhiều những yếu tố trong cái anti-aging này. Đây là một công nghệ ưu việt nhất á, như nãy mày cũng chia sẻ ở trên đó Thảo Ly ha. Cảm ơn Thảo Ly đặt câu hỏi. Trần Thu Cúc tư vấn cho em nhé. Em có thể em đặt câu hỏi rồi bên chị sẽ trả lời với em nha, hoặc là em inbox cho bên chị đó, rồi chị với bên chị cũng sẽ trả lời cho em. Chào Cảnh Tiến, chào Thảo Ly, chào Hoàng Lan. Nhăn mắt có làm phẳng được không? Thanh Mai xinh đẹp. Dạ, không biết là chăn Hoàng Lan là con trai phải không nhỉ? Dạ. Hoàng Lan, dạ. Nhăn mắt là làm được nha anh. Bây giờ cái nếp nhăn ở mắt đó, thì chúng ta có thể tùy nếp nhăn, mà nếu mà nếp nhăn sâu thì chúng ta có thể đưa HA vô. Mà nếu nếp nhăn mà động thì chúng ta có thể có protein, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công nghệ thêm mask FBT hoặc CBT để có thể đi sâu vào những cái ngóc ngách để tăng cái collagen sâu trong da, để săn chắc da, và như vậy là giảm nếp nhăn. Thành ra là cái chuyện là phẳng nếp nhăn là được nha anh nha. Nha anh Hoàng Lan, khi nào anh rảnh thì mời anh ghé BB. Bây giờ nhiều câu hỏi này. Em đăng ký 3 người làm đẹp. Cảm ơn Kiều Thi nha. Mình bây giờ mình làm đẹp, bây giờ là mình sẽ giữ, gọi là mình đóng băng vẻ đẹp của mình. Mình sẽ giữ hoài, thậm chí là vẻ đẹp mình còn đi ngược thời gian nữa đó. Nếu như em làm đẹp bây giờ, nhiều năm sau em quay lại em thấy mình đẹp hơn bây giờ nữa. Đó là điều chắc chắn. Công nghệ bây giờ nó hay, thật là hay luôn á. Nên mình may mắn là mình có những công nghệ bây giờ để chăm sóc. Chứ thời ông bà mình ngày xưa hay là thời trước đây, dù cho mình có muốn đi nữa cũng không có cái để chúng ta chăm sóc. Đó. Được một tiếng cho em. Dạ đúng. Hả? Được 55 phút. 55 phút rồi ha. Chắc coi như cũng gần một tiếng rồi. Không biết là mọi người đã mệt chưa? Chị Nguyễn Văn Bình, chị Thanh Mai 8X phải không ạ? Em sinh năm 83 nè. Cười hì hì nữa chứ. Bình ơi, nếu mà em gọi chị bằng, mà em đã xưng chị bằng chị rồi, mà em sinh năm 83 rồi, chắc chắn là chị chỉ có thể là 81 hay 80, nhưng mà không phải, chị tiếc lắm, chị ước là được như những gì em nói, chị ước ghê lắm, nhưng mà chị không được như vậy. Chị mong là bây giờ mình trẻ được như cái tuổi của em đó, là chị sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều cái hoài bão hơn nữa, nhiều kế hoạch hơn nữa, bởi vì thực ra thì mình vẫn nghĩ rằng là khi mình lấy được tuổi thanh xuân, tuổi trẻ thì không phải vấn đề, có thể bên ngoài mình vẫn giữ được, nhưng mà mình vẫn mong là mình trẻ khỏe để mình có thể mình thực hiện được nhiều cái điều mà mình mong ước nữa. Cảm ơn em đã khen tặng chị. Chị Nguyễn Thị Huyền Tuyết, mình nhăn toàn mặt sợ không hết được. Dạ chị, nếu mà nhăn toàn mặt thì mình có cái gói, tại vì bên BB thì có cái gói là Anti-Aging Plus, là dành cho, tại vì mình có nhiều cấp độ lắm chị. Nếu cấp độ chúng ta nhăn nhiều thì chúng ta sẽ có những cái thành phần acid hyaluronic nhiều hơn, sẽ có những cái lượng mà số lượng của công nghệ sóng siêu âm hội tụ nhiều hơn, rồi hoặc là chúng ta làm chỉ thì cũng số lượng chỉ nhiều hơn, và có những cái chỉ gai, chỉ có nhiều loại lắm, chỉ collagen, sợi mảnh, chỉ lớn, có những cái gai để gai đều, hoặc là gai trên, gai xuống, để khi đeo vào kéo lên thì nó giữ được cái da, chúng ta không bị đổ xuống lại. Thành ra có rất là nhiều cái phương pháp lắm chị, và số lượng nhiều hơn thì sẽ giúp cho mình tăng được cái collagen elastin hơn và giảm nếp nhăn. Nó toàn mặt thì mình làm cái công nghệ anti-aging plus chị ha. Bọc mắt, cái gì đây, bọc mắt. Chị vừa bấm cái nó chạy mất tiêu rồi, bọc mắt đó bạn là cơ hội chị bọc mắt. Cảm ơn Hana Bùi nha, cảm ơn chị làm ở BB hiệu quả lắm. Mình luôn tin tưởng BB, cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ, có chị Thu Cúc hỏi là bọc mắt mở nhiều thì bên mình có làm. À dạ.
là bởi vì khi mà cái collagen chúng ta cũng bị mất đi, da bị trùng nhão thì nó cũng bị đổ xuống, và chúng ta nhiều khi có những cái người cơ địa, một phần cơ địa mà có những người người ta ăn mặn đó chị, ăn mặn nhiều vào buổi tối xong rồi uống nước nhiều thì giữ nước, nói chung là nó có nhiều yếu tố mà gần khi gây bọng mắt, thì chúng ta đều có thể giải quyết bằng công nghệ để có thể điều trị. Ví dụ như đầu tiên chúng ta làm săn chắc cái vùng da ở dưới để da chúng ta được săn chắc hơn thì nó sẽ giảm thiểu được. Còn nếu mà chúng ta bọc anti-aging có phải phẫu thuật không chị? Mà em không muốn ông xã biết. Chị Mỹ Trần, Mỹ Trân, Mỹ Trân hay Mỹ Trâm, Mỹ Trân. Trở lại bọng mắt thì hoàn toàn có thể điều trị được. Mời chị cứ ghé VV để bác sĩ thăm khám. Còn anti-aging thì không hề phẫu thuật nha chị. Đây là một công nghệ hoàn toàn không hề phẫu thuật. Hình như là có 14% pin này. Đây là công nghệ hoàn toàn không có phẫu thuật, nên chị an tâm là không có không ai biết hết, không ai biết. Có biết chăng thì chị thấy một cái số đốm nhỏ, thì chúng ta nói là chúng ta sẽ kiểu chúng ta những mũi chích đi. Hoặc có nhất là thôi nói dối thì cũng hơi kỳ ha, nên thôi tốt nhất là đàn ông họ cũng ít để ý mấy cái nhỏ lắm. Tư còn phẫu thuật là chúng ta đeo băng, đeo này kia, rồi chảy máu thì chắc chắn là người ta phải thấy rồi, ai cũng phải thấy rồi. Nhưng mà những cái điều mà những cái châm chích nhỏ thì mình nghĩ là đàn ông họ không thấy đâu. Tốt nhất là mình lúc hôm đó mình đèn trong nhà mình hơi tối tối tí rồi là ông xã sẽ không phát hiện được chị. Cảm ơn chị. Chị Nguyễn Thị Huyền, mẹ mình đã 65 tuổi nhưng muốn xóa nhăn có chữa được không? Không à, có chị ơi, nếu mà 65 tuổi thì dư sức chị nha. Ở đây mình cũng có hàng tới 80 tuổi, người có tin không, 80 tuổi luôn đó mà vẫn còn nước còn tát, vẫn làm được như thường, thì 65 không là vấn đề gì đâu nha chị nha. Ôi da, còn nhiều câu hỏi quá, mới gần tiếng đồng hồ rồi. Mai thấy cũng hơi... Mai cảm ơn cả nhà rất là nhiều, tại vì Mai sợ là mọi người bây giờ cũng mệt rồi, nãy giờ một tiếng đồng hồ cũng nghe Mai chia sẻ. Mai cũng khát nước quá. Thành ra là Mai hẹn cả nhà mình vào... Nếu mà ngày mai đi, để xem ngày mai Mai cũng có chút thời gian để Mai chắc buổi chiều gì đó. Mai có thời gian thì Mai tiếp tục hẹn hò trò chuyện với cả nhà nha. Ngày mai thì... để Mai xem chắc khoảng buổi chiều có gì là cả nhà khi mà Facebook mình thông báo hoặc là có live stream cả Mai với Mai thì cả nhà mình chịu khó là cùng vào xem trò chuyện với Mai nha. Rồi có câu hỏi gì đặt với Mai thì Mai sẽ chia sẻ với cả nhà. Rồi có lúc nào đó Mai có dịp thì Mai cũng sẽ mời bác sĩ ngồi nói chuyện chia sẻ với cả nhà nhiều hơn về những cái bí quyết làm đẹp trẻ hóa da ha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi cái buổi live stream này của Mai, và cũng đã rất là nhiệt tình like, share, comment cho Mai rất là nhiều. Còn nếu ai mà chưa like, chưa comment hay là share, chưa like, chưa share thì nhớ là cho Mai thả cho Mai một cái like nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, để động lực cho tiếp tục ngày mai Mai live stream với cả nhà tiếp. Chúc cả nhà mình buổi chiều thật là vui, và hẹn gặp lại cả nhà mình. Một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào.